Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có phóng sự phản ánh trường hợp kiến nghị của hộ dân tại phường Phú Bình liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng di dời dân cư khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Tiếp đó, luật gia Hoàng Ngọc Thanh sẽ tư vấn pháp luật về vụ việc nói trên. Cuối chương trình là phần giới thiệu pháp luật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, qua đơn thư gửi đến chương trình, bà Trần Thị Gái, trụ tại 8/340 Tăng Bạc Hổ, phường Phú Bình, thành phố Huế, có nhà, đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng dự án di dời dân cư khu vực 1 di tích kinh thành Huế, có kiến nghị liên quan đến việc xác định thời điểm sử dụng đất để đền bù hỗ trợ. Theo phản ánh của gia đình bà, mặc dù toàn bộ thửa đất hiện trạng gia đình bà đang sử dụng đều từ thời điểm trước năm 1998, nhưng kiểm kê thẩm tra, gia đình bà chỉ được đền bù 48,4 m², phần còn lại không được đền bù hỗ trợ. Gia đình bà không đồng tình với kết quả xác định thời điểm sử dụng đất của chính quyền địa phương, nên có đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng và gửi đến chương trình. Phóng viên đã tìm hiểu vụ việc này và có phản ánh qua phóng sự sau. Gia đình bà Trần Thị Gái đang sử dụng thửa đất số 68 tờ bản đồ số 5, tọa lạc tại 8/340 Tăng Bạc Hổ, phường Phú Bình. Diện tích tại thời điểm lập bản đồ giải phóng mặt bằng là 113,1 m². Năm 2014, vợ chồng bà Gái được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 48,4 m² do phần còn lại nằm trong kè đá, bờ sông nên không được công nhận quyền sử dụng đất. Trong hạng mục hồ Thanh Hào thuộc dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế, gia đình bà Gái bị thu hồi toàn bộ 113,1 m². Qua thẩm tra, bà chỉ được đền bù 48,4 m² đất ở đã được cấp giấy. Tổng giá trị bồi thường hỗ trợ và đất đai tài sản trên đất của gia đình bà là hơn 442 triệu đồng. Việc thành phố Huế không bồi thường hỗ trợ đối với 64,7 m² đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dựa vào xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Phú Bình và thẩm định của Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Huế, cho rằng phần diện tích này gia đình bà Gái sử dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2004. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Bình cho rằng, tại bản đồ địa chính đo vẽ năm 1997 đến năm 1999, thửa đất của gia đình bà Gái chỉ có 48,4 m². Đến bản đồ địa chính năm 2007 đến 2009, diện tích đo đạc của gia đình bà mới tăng lên 85,3 m². Còn lại 27,8 m² trong tổng số 113,1 m² được đo bao vào thửa đất của ông Trần Văn Cư. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân phường xác nhận diện tích tăng thêm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2004. Về trách nhiệm của địa phương thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của gia đình. Thứ hai là căn cứ vào các cái bản đồ đo vẽ hiện nay đang lưu giữ tại phường để làm cái cơ sở để giải quyết cái đơn cho bà. Và cái thứ ba thì phường cũng đã trao đổi với gia đình rồi. Nếu gia đình có tất cả các cái chứng cứ theo cái chuyên môn của cán bộ địa chính đã hướng dẫn thì đề nghị gia đình cũng nộp tại là phường để phường có cơ sở để giải quyết cái đơn cho bà trong thời gian đến. Phản bác lại quan điểm của Ủy ban nhân dân phường Phú Bình, bà Trần Thị Gái cho rằng Ủy ban nhân dân phường chỉ căn cứ vào các bản đồ địa chính để xác định gia đình bà sử dụng 64,7 m² đất tăng thêm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2004 là không thỏa đáng. Bởi theo bà, tại thời điểm đo vẽ bản đồ địa chính năm 1997 đến năm 1999, gia đình bà đã sử dụng toàn bộ diện tích như hiện trạng. Việc đo vẽ chỉ đưa 48,4 m² đất có nhà vào bản đồ là do đơn vị chuyên môn cho rằng phần đất tăng thêm có nguồn gốc là đất lấn chiếm bờ sông kè đá thuộc hồ Thanh Hào nên không đưa vào bản đồ năm 1997. Đến khi đo đạc lại bản đồ năm 2009, gia đình bà đã yêu cầu đưa diện tích này vào bản đồ địa chính. Mặt khác, để minh chứng cho việc sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, bà Gái đưa ra cả bức ảnh lễ cưới của con trai bà vào tháng 4 năm 1998. Các bức ảnh này cho thấy tại thời điểm đó bà đã sử dụng phần sân trước nhà và việc đại khách được thực hiện ngay trên phần sân này, nghĩa là trên phần đất tăng thêm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài những bức ảnh làm chứng cứ, sự việc còn được những người dân xung quanh và người tham dự lễ cưới tại thời điểm năm 1998 xác nhận. Tôi ở đây lâu rồi, tôi gia bà Gái làm lâu rồi, tôi có đi ăn đám cưới cháu Dũng năm 1998 mà tôi ngồi trước sân này mà tại góc này. Tôi là bạn của Dũng. Mà đám cưới này là tôi có ngồi ăn đám cưới năm 98 và ngồi ăn đám cưới đấy về nhà bàn dùng. Thì đấy, ngồi đấy, ngồi góc này nhìn ngồi đấy, ngồi đây cái bàn tròn đó. Cái gia này là tôi làm trước là năm 1998 nữa.
mà tôi đám cưới con tôi là tại nơi đây. Giờ chứ là phần đất á, là họ bồi thường cho tôi trong trong cái gia nữa thôi. Phía ngoài này là không có. Giờ như tôi xin yêu cầu nhà nước bán cho phần để cho tôi hỗ trợ cho tôi một phần ít nữa để tôi ra nữa tôi làm cái nền. Theo chúng tôi, việc Ủy ban Nhân dân phường Phú Bình chỉ căn cứ vào bản đồ địa chính năm 1997 đến năm 1999 để xác định gia đình bà Trần Thị Gái sử dụng đất sau ngày 1 tháng 7 năm 2004 là chưa toàn diện. Bởi dù không thể hiện trong bản đồ năm 1997 đến năm 1999, nhưng nếu người dân chứng minh được việc sử dụng đất rơi vào khoảng thời gian từ sau năm 1999 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, dù đất lấn chiếm, họ vẫn đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của khung chính sách do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành. Mặt khác, tại tờ khai nguồn gốc đất của gia đình bà Gái được Ủy ban Nhân dân phường Phú Bình xác nhận ngày 27 tháng 4 năm 2020 vẫn thể hiện, ngoài 48,4 m² được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bà Gái sử dụng thêm một phần diện tích tăng thêm khoảng 36,9 m² là đất lấn chiếm sử dụng sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004. Chính vì vậy, gia đình bà Trần Thị Gái có thể xuất trình bằng chứng là những bức ảnh chúng tôi đã nêu ở trên cho chính quyền địa phương để chứng minh thời điểm mình sử dụng phần đất tăng thêm. Qua đây cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Phú Bình sớm có xác minh lại trường hợp của gia đình bà Gái nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Luật gia Hoàng Ngọc Thanh sẽ tiếp tục tư vấn đối với trường hợp này ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trả lời đơn của bà Trần Thị Gái, sinh năm 1950, ở tại Kiệt 340, Tam Bậc Hổ, phường Phú Bình, thành phố Huế. Theo đơn của bà nêu, thì bà không đồng tình với quyết định 80-2019 về bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho bà. Bởi vì trong quyết định này đã xác định là cái diện tích 64,7 m² ngoài cái diện tích được, mà bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Ủy ban Nhân dân địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất xác định là sử dụng sau ngày 1 tháng 7, 2004, tức là lấn chiếm sử dụng sau ngày 1 tháng 7, 2004, tức là cái ngày mà cái luật đai 2003 có lực. Vì vậy, không được hỗ trợ đối với diện tích này. Và bà không đồng tình, bởi vì bà cho rằng cái diện tích 64,7 m² này thì bà đã sử dụng từ năm 1998 và sử dụng ổn định. Thì bà có một số chứng minh. Tuy nhiên những cái chứng minh này cũng là nguồn thôi. Chúng tôi cũng không dựa vào chứng minh đó để khẳng định rằng là bà đã sử dụng trước 1 tháng 7 2004, như là cái đám cưới sử dụng cái phần đất này. Rồi ngoài ra thì bà cũng không trả lời về vấn đề là biên lai thuế. Tuy nhiên những cái mà tôi thu thập được thì nó diễn biến sự việc như thế này, là Ủy ban Nhân dân phường Phú Bình đã vào cái công văn lập ngày 27 tháng 4 năm 2020 thì đã xác nhận diện tích 36,9 m², tức là cái diện tích mà ngoài giấy chứng nhận quyền đất do chủ tịch ký là sử dụng trước 1 tháng 7 2004. Đến công văn 2021 thì cho rằng là cái diện tích đó đã sử dụng sau ngày 1 tháng 7 2004, và cuối cùng thì không đồng ý để mà hỗ trợ cái phần đất mà Ủy ban Nhân dân cho rằng đã lấn chiếm trước 1 tháng 7 2004. Thì đứng về phương diện khách quan thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái công văn mà gửi cho bà Trần Thị Gái ở Kiệt 340, Tam Bậc Hổ, phường Phú Bình, thành phố Huế, thì trong công văn này có nêu những nội dung chưa rõ. Ví dụ như là thông báo số 9 Ủy ban phường Phú Bình về việc bổ sung các giấy tờ liên quan đến thời điểm sử dụng của các hộ ảnh hưởng đến dự án Kinh Thành Huế và khu vực hồ thành nào và tiểu phong lộ, nhưng đến ngày 27/25/1/2021 gia đình bà vẫn không bổ sung các giấy tờ chứng minh vào cái diện tích đất đó là sử dụng trước 1 tháng 7/2004, cho nên kết luận là cái đất đó sử dụng sau ngày 1 tháng 7/2004 thì chưa thực phục và có thể nó ảnh hưởng đến lợi ích của bà. Ở trong trường hợp này thì cần phải xác minh thêm, cần phải làm rõ thêm, bởi vì tất cả những hộ dân xung quanh đó đều xác nhận rằng là gia đình bà Gái đã sử dụng cái phần diện tích đất đó trước 1 tháng 7 2004, tức là khoảng như bà Gái nếu đấy, tức là khoảng 1998-99 vân vân. Thì đây là những cái tình tiết mà trong đơn khiếu nại của bà Gái đã nêu và cái trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Cho nên hai vấn đề này nó chưa giải quyết được một vấn đề cơ bản là giải quyết được cái mâu thuẫn
là giữa cái lợi ích của người dân và cái quyết định của nhà nước. Cho nên đứng về góc độ trả lời truyền hình thì chúng tôi cũng chỉ biết đề nghị quý cấp, tức là cơ quan có thẩm quyền, phải thận trọng xác minh kỹ càng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật. Bởi vì chính sách của nhà nước nếu đã nêu rõ những cái trường hợp mà lấn chiếm trước 1/7/2004 có nhà ở thì sẽ được xem xét. Tóm lại, ở đây cái diện tích sao không phải là 64,7 m², có thể là thấp hơn. Nhưng mà bà gái cho rằng bà đã sử dụng nó từ năm 1998 với những cái chứng minh chưa đầy đủ, đó là một cái tiệc cưới hoặc là những cái nhân chứng xung quanh đó. Nhưng mà chính quyền thì Ủy ban Nhân dân Phú Bình xác nhận vào 27/4/2020 thì cho rằng một cái diện tích đất nằm trong 64,7 m² đó, tức là 36,9 m² đất, là đã sử dụng trước 1/7/2004. Rồi đến 21 thì xác nhận rằng là toàn bộ diện tích đất là 69,5 m², trong đó trừ đi 4,8 m² nằm trong cái giấy chứng nhận quyền đất là sử dụng sau 1/7/2004 là không thực vụ. Ở đây còn một vấn đề nữa, tại sao là 69,5 m² trong tổng cách đó thì được công nhận 4,8 m² là nằm trong giấy chứng nhận, thì 64,7 m² thì lại đương nhiên nó không nằm trong giấy chứng nhận rồi, nhưng mà tại sao lại cho rằng là sử dụng sau 1/7? Thì cái quyết định này, cái kết luận này nó không có sức thuyết phục. Cho nên tôi đề nghị là chính quyền cần xem xét cẩn trọng trước khi mà trả lời cho dân, để một mặt thì để giải quyết hợp lý cái dự án mà chúng ta đang triển khai một cách có hiệu quả về mặt xã hội kinh tế, nhưng mặt khác thì lợi ích của người dân cũng cần phải quan tâm và có một trả lời xác đáng hơn. Ngày 11/1/2021, Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/1/2021. Theo đó, quy định bố trí địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương như nhà văn hóa, hội trường, trường học và căn cứ mật độ phân bổ dân cư ở khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu cho phù hợp, đảm bảo thuận tiện để cử tri đến bầu cử. Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang nghiêm, tiết kiệm, bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu xong. Địa điểm bỏ phiếu phải đảm bảo an ninh trật tự. Địa điểm bỏ phiếu gồm cổng ra vào, khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu và khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được trang trí theo mẫu hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Cổng ra vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu, tổ bầu cử sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để làm cổng ra vào khu vực bỏ phiếu. Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, nơi tổ chức lễ khai mạc, nơi tiếp đón cử tri đến bỏ phiếu. Khu vực này có thể bố trí bàn ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ phiếu. Cổng ra vào và khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu được trang trí theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư này. Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu, khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn ghế, bục viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu. Nơi nào có hội trường rộng thì có thể tổ chức lễ khai mạc ngay trong phòng bỏ phiếu. Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều và theo trật tự nhất định, có thể tham khảo bố trí theo sơ đồ sau. Bắt đầu lối vào là bàn hướng dẫn, bàn để cử tri xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu. Tiếp đến là một số bàn để cử tri viết phiếu bầu, nơi để hòm phiếu, bàn đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu. Lối ra cho cử tri sau khi cử tri đã thực hiện xong việc bỏ phiếu. Tùy điều kiện cụ thể của từng phòng bỏ phiếu, tổ bầu cử, niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân để cử tri tham khảo trước khi viết phiếu bầu. Nơi cử tri viết phiếu bầu cần có các vách ngăn hoặc phòng kín để đảm bảo cử tri bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật về bầu cử. Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu được trang trí theo mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư này. Tổ trưởng tổ bầu cử phải phân công thành viên tổ bầu cử luân phiên trực bảo vệ địa điểm bỏ phiếu cả ngày và đêm, trước, trong ngày bầu cử và cho đến khi kết thúc việc bỏ phiếu tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu gửi đến Ủy ban bầu cử tương ứng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin kính chào và hẹn gặp lại.